trần gian đều được tha cho con cái nhân loại. Tội phạm đến thánh thần Thiên Chúa thì đời đời sẽ không được tha. Mọi điều tốt ở trên trần gian là hoa thơm ơn thiêng của thánh thần. Mọi điều ác giữa lòng nhân thế là nguồn cội trước mưu quỷ ma. Tội lỗi ở trên trần gian đều được tha cho con cái nhân loại. Tội phạm đến thánh thần Thiên Chúa thì đời đời sẽ không được tha. Mọi điều tốt ở trên trần gian là hoa thơm ơn thiêng của thánh thần. Mọi điều ác giữa lòng nhân thế là nguồn cội trước mưu.